Hello tất cả mọi người nha. Rồi con chào bà cô chú đi xin. Đó ba Ly nè. Xin chị chào bà cô chú đi. Hôm nay sao ba mua gì cho con? Cho ai nữa? Hôm nay mình mua, mình chuẩn bị cho ba đứa nhỏ mọi người. Đây xem chay đây nè. Đâu đứng chụp hình đây, đứng mà chụp hình cái ai cười. Đó, xe này của em chay nè mọi người. Ê, từ 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 từ. Mua ba anh em ba chiếc để chuẩn bị cho hành trình của cho chay về Việt Nam. Nói không? Rồi sẵn mua cho hai anh em luôn, là ba anh em mới mốt về là ba người ba chiếc đó. Bây giờ ra đường là phải đội mũ bảo hiểm vậy đó mọi người, đi xe máy là bảo hiểm. Chấp hành đúng luật lệ giao thông đàng hoàng. Chơi vòng vòng trong đây thôi nha. Nè, Ly chào bà cô chú đi Ly. Ly, chào bà cô chú đi Ly. Hôm nay con đi xe gì á? Xe này xe gì Ly? Hả? Ly, xe gì Ly? Rồi, xe máy rồi, đi chạy đi, chạy đi. Đó, bếp ba mua cho Ly bếp. Mua cho ba chay bếp ba. Rồi bóp đi lấy bóp vô. Đạp vô. Đó. Rẻ mọi người chứ có gần 2 triệu. Mô tô nè. Đó. Chơi vẫn như hôm nay nấu bữa nuôi ăn mọi người. Đó, mình thích ăn nước nước nên nấu nuôi ăn dễ hấp. Nuôi thì đơn giản thôi, không có gì hết trơn, chỉ hầm xương. Hầm cái này là bằng sườn non. Em có sườn non với lại mọc rồi. Ừ, sườn non mọc với củ sắn thôi. Đó. Chín là phải vậy thôi. Trưa nay ăn nuôi ha mọi người ha. Đó. Nuôi rồi cả nhà ơi. Hôm nay thì Lâm Thanh Bảo chín rồi mấy bạn làm việc cùng ăn thôi. Hôm nay em quay là em quay cái chế độ điện ảnh ở trong cái iPhone 13 mọi người, nên là nó lấy nét chứ không phải là cái camera bị mờ mọi người, lấy nét vô trong cái nồi này ha. Đó. Lấy nét cái chỗ đó thôi đúng không? Đúng rồi. Em bỏ cái gì bạn thấy đã. Ừ. Vừa thôi, nói chung cũng gì vừa thôi. Dừng tay ăn cơm luôn nha. Đó mình lấy nét vô mặt ngân và ngọt xa ấy nè, lấy nét vô cái nào nè. Đây camera nó có chế độ điện ảnh, mình đang quay thử. Nấu cái nuôi này thì cũng nhanh lắm cả nhà, tại sáng con đi chợ sẵn nấu luôn, cả nhà cùng ăn cũng nhanh. Hầm xương chủ yếu là hầm xương thôi, hầm xương xong rồi con có cái củ sắn nè. Rồi cà rốt nè, thơm vừa nhanh nữa, lát nêm nếm lại nữa mình có được cái nụ ăn. Rồi bên đây là giá hẹ, sa tế. Ơi, đúng không? Ơi. Rồi mời mọi người cùng vào bàn nha. Ê, hello cả nhà ơi. Hôm nay ăn ăn nuôi. Đừng uống chân, cũng chân. Đây tôi đây, cho mọi người. Đó, ở trong đó có gì bên đấy. Đúng rồi, đợi nào. Mọi người qua bàn trưa với gia đình mình nha. Rồi, em mời cả nhà nha. Cái nuôi này là mình rất là thích luôn, mọi người rất là thích ăn ăn nuôi. Nó dễ ăn, sáng sớm mình ăn cái nuôi nó dễ nuốt. Ừ, ngày xưa là cứ ở nhà cũ rồi nhập, ở dưới mùi. Thử cái dài ban ngày rồi nói mẹ mua xương thì nấu nuôi ăn nữa. Dài ban ngày là ăn nuôi nữa. Mấy lần trước á, con nấu nuôi là hay hầm cái giò. Giò, húng giò rồi đó. Nhưng mà con thấy nhiên hầm giờ cũng thấy, lâu. Giờ thấy cái sườn non này ngon. Sườn non ngon, có lẽ thơm nữa. Anh để em sườn non hầm cũng thơm á. Giò nó hơi lâu. Anh...
Ăn mấy cái bún phở này hả mọi người, nó sa tế của kiểu mẹ nhà mình làm mà mình bán á, nó rất là thơm mọi người. Có cái sa tế vô nó thơm, nó ngon. Để kiểu sa tế này nó có gừng, hành, tỏi, ớt phi lên nó rất là thơm. Qua mua được 3 chiếc xe cho 3 đứa nhỏ. Trời thấy vui dễ sợ. Không được đâu, dễ ăn hết. Nói xong mà tự nhiên nhìn chiếc bếp 3 của con trai cũng nô nô ảnh về dễ sợ. Dễ thương lắm nha. Chiếc bếp 3 nhỏ mà dáng con gái như trai gì nhỏ nhỏ. Chiếc 3 nó chạy xe được thôi. Tối. Tối mẹ chạy đầy đi về lúc chắc mười mấy à. Mẹ thấy chịu mệt đó không? Không, lúc đó nó ngủ dễ chưa vậy. Chạy xuống, ba đưa con chạy xuống khoai bà nội. Chạy xuống mua cho em chay nè, mẹ ba mẹ mua cho em chay này nè. Chạy xuống khoai à. Anh xin lắm rồi. Đi xài cái mô tô đó là lấy cái mũ hiểm. Về lấy mũ hiểm đội vô liền. Cái xe máy nó chấp hành được chạy giao thông quá tốt luôn. Được cái hẻm phía trước nhà cơ á, cả nhà thấy rồi đó, nó rộng rãi và lại nó an ninh nữa. Mà cái xe điện lúc đầu em cũng sợ là nó sợ nó chạy nhanh, nhưng cuối cùng là cái tốc độ của nó điều chỉnh nó cũng vừa, chứ nó không có quá nhanh nên là an toàn. Một chiếc hình như chưa được 2 triệu không? Chưa anh. Nó ở cửa hàng mà phải 2 triệu mấy 3 triệu mà nên mua là chưa tốt. Tại đây là giờ mình đây là mùa dịch mà nên là mình chuẩn bị hồ bơi, mình chuẩn bị xe cổ cho chiều á, mình với Ngọc có đi đâu hay gì đó thì ở nhà cũng có cho nó chơi cái này cái kia cũng vui. Với lại ba anh em đó hồi lúc trước đó, nó còn nhỏ, giờ nó về là biết chơi với nhau rồi, có nhiều rồi chơi những chơi có kỷ niệm với nhau. Về có 2-3 tháng thì cũng có kỷ niệm vui cả nhà. Chay bữa nay hóng hết, nghe gì Nam hóng lắm rồi. Để sáng giờ thấy cái xe chưa? Hồi trưa em nó bị bệnh bệnh. Bữa mình đó, con có nói chay mẹ Ngân mua cho con chiếc này nè. Wow, nhưng mà màu xanh nha. Và màu xanh cũng cùng đặt xe là không có ra màu xanh. Nó chỉ có màu hồng thôi. Bữa 11 đêm chạy lên đưa cho coi cái hồ bơi á. Có hồ bơi khác không? Nhỏ mà. Nhưng mà tội lắm, mỗi lần nó mua cái gì á mà siêu thị này kia nó hỏi là có mua cho Bali với chị không? Mà thương bên chị Bali thơm, khoái chuyển Bali ha. Bây giờ bữa hỏi rồi, hỏi Bali nào. Chiều trưa đưa hỏi Bali còn chạy cắm còn đầu nữa nha. Nó mới có một người vui thôi, Ngọc chay rồi về nữa. Ừ. Nó đoàn tụ với lại lâu quá, là 2 năm rồi Ngọc chay rồi mới về. Bước 3 mùa dịch rồi đó. Dạ. Mùa dịch những kéo dài quá, thành 2 năm rồi đâu có gặp nhau, rồi 3 đứa nhỏ đâu có gặp nhau đâu. Mà đi về là chay nó lớn rồi, nó nói tiếng Việt sỏi nữa, cũng thương lắm. Nó về 3 tháng mà. Rồi rằng tiếng Việt luôn á. Mà bữa nay nhờ có ông bà ngoại qua là nói tiếng Việt rồi. Nói tiếng Việt sỏi rồi. Chỉ có được rồi nói được. Giờ chiều tối là mình có nó cái nó chụp điện thoại cái là ba bảo đâu cái bà bảo cái mình nói chuyện nhiêu gì cái này ba đi đâu anh xin đâu cái nó đưa đồ chơi là đồ chơi này nó có cái này nó có cái kia cái Bali cũng khoe có cái này nó có cái kia không ừ.
ba đó, ba chiếc chiều chiều mình nghĩ nó chạy tới mình cũng vui nữa. Ừ. Chạy xe vòng vòng vui. Mình sang tuần là hai chồng nó lại chuẩn bị lại cái phòng đồ chơi cho mấy đứa nhỏ nữa. Đó. Để coi. Để coi thiết kế làm sao cho mấy đứa ở nhà chơi mà phải vui. Thiết kế được mà nó bài quá cái dọn đuối. Ông mà chơi hôm đó bỏ nó đâu cần dọn. Chơi y được đó. Có cô chị ngán hết. Chơi chẳng là không chơi gửi bỏ gì không nhập cũng được cũng trong tối phòng đó bỏ đồ chơi vô rồi có mấy cô lên chơi với chay với sành đồ muốn chơi bỏ đó rồi ông tận dọn không quan trọng là giờ mua trước mấy cái thảm á cái thảm bằng nhựa ở shop á. Ừ em định đi mua mấy cái đồ mà cái kệ mà được đồ chơi á không em cứ đặt cứ cái thảm đi muốn sách nhẫn rồi lót xuống bắt đầu cái lần mua luôn được được cho công chúa là mua ba cái dụng bót nó đếp xếp hình rồi đó trong mấy giường nhà trẻ đó, đó. Đó màu xanh màu đỏ màu cam chạy nó không bị té bị u đồng bữa hôm trước á là định thiết kế một cái nhà còn trượt đi một thang xuống trượt trên cái phòng luôn nhưng mà con nói chuyện với mấy anh bên mà nội thất đó thì anh nói cái phòng mình thiết kế không nhỏ 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 đó nó vô cái đó xong là không còn gỗ đủ chỗ để mẹ để cái khác bữa đầu tiên con vô con hỏi một cái công ty thiết kế biết đồ bao nhiêu 200 triệu đại luôn mới lại tại vì nó chơi vài bữa là nó chán. Đúng rồi. Mà một khi nó chán rồi mình muốn lấy lại căn phòng đó mình không biết làm sao dọn nó hết tới nó luôn đó thì ngày mai nó lớn bắt đầu cái tuổi mình lại cho nó vô bàn học rồi giống như thư viện nữa. Còn đó không mốt mà ví dụ như cái giữ hành chặt quá rồi karaoke nếu mình lên đó mình sẽ up một cái phòng karaoke cũng ngon đó sắp cưới anh em bạn bè đi tới nó mà nó lớn nó không chơi nữa đó. Ừ, làm phòng karaoke rồi con tự lấy đó vừa ngon tại vì không có quá nhiều dòng mỡ cả nhà đỡ nhé. Hey vô ăn chưa chưa ăn cơ sáng cho ăn rồi không chưa mới ăn cái cây anh chị hai anh ảnh luôn lắm anh luôn mà nội nhà luôn lắm nói chung cũng gần rồi. Có bữa ba em nói chuyện với lại ông nội nói chuyện với Somali nói ông nội sắp về nó trời ơi nghe nói hoài. Ok thôi bữa cơm bữa chiều nay mình chia, trưa nay mình chia sẻ món nuôi cũng như là chia sẻ món đồ chơi giữa ba bảo mẹ hơn chuẩn bị cho chay cũng như là hai anh em sinh Bali. Bây giờ mình cũng xin kết thúc cái video đây cô chú anh chị ha. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương ủng hộ video của gia đình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà.